Dì Út, dì Út mới qua tới hả? Nước lớn mới vô vàng, chắc dì chống xuồng ra đây mỗi tay giữ hả? Không, không có đâu anh ơi. Má sai em mang cây bánh, má nấu hồi sáng. Anh chỉ thằng em ăn nha. Lâu lâu má còn muốn nấu một món gì đó gửi ra cho anh. Má thương anh như con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có nói bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn trong xuồng nhỏ ra đây để thăm anh, có cần mà giúp gì ngoài này có nước đàn ông nhà cửa mấy đường ngon gà. Chị Út ơi, số mệnh đã an bài, tôi cũng đành cam chịu vậy thôi. Tôi cực khổ quen rồi, mà với gì đừng lo. Ở đây tôi cũng có sớm diện, tôi lửa tắt đèn có nhau. Dập lá mái trắng trắng nhà của anh đã bao năm rồi không thấy đổi. Chị hai em bỏ đi về một phương trời xa lạ mà anh vẫn gì thương tôi mà nghĩ vậy, chứ tôi sống như thế này cũng quen rồi, cũng giống như vợ tôi đi đâu xa năm ba bữa vậy mà. Vì coi nè, cái khăn của chị hai em vẫn mang ở cây đinh, từ sau cái lần đi chợ mua đồ cũng đình cho má. Tôi vẫn còn nghe mùi hương trên tóc, nguyện ở đâu đây trong mái lá nhưng chưa buồn. Chiếc áo bà ba như vừa bước qua thêm. Anh dòng đường với chị em đã đi xa, biệt vàng thương gì nào còn gần một vô năm qua. Hương tình yêu làm sao dễ phôi pha, tại vì Út chưa yêu á nên không thể nào hiểu được. Khi hai tâm hồn đã hòa chung là một thì dẫu xa cách muôn trùng nhau.
nhân dân ở bên nhau. Anh hai, vì anh quá thương chị với hai em nên lúc nào và bất cứ ở đâu anh cũng đều nghĩ là có chị của em bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh? Vì hỏi tôi biết hỏi ai đây? Câu duyên nợ trời cao đã định. Nếu có thương người, xin vì giới má đừng trách hờn sự em lặng bấy lâu nay. Tôi chẳng vô tâm, không hề ngu dốt để hiểu được lòng của kẻ khác thương yêu. Nhưng tôi mãi lặng câm, bởi tôi biết mình không mang hạnh phúc lại cho ai. Nhưng tại sao anh cứ làm khổ mình? Giấc mộng đã tàn, anh vẫn cứ im bặt. Ơi, chẳng phải tôi cố tình làm khổ người ta khi biết được ra những yêu thương lo lắng. Nhưng tình cảm của tôi bây giờ dĩ như con nước không biết chảy về đâu khi tóc sẽ phai màu. Trong lòng tôi vẫn còn thương nhớ một người thì làm sao có thể mang lại niềm hạnh phúc cho kẻ yêu mình và chấp nhận mọi hy sinh. Tôi không thể ép mình để giờ dính một mối tình rồi đêm trăn trở nhắc thầm tên người cô. Nếu có thương tôi thì người ơi đừng đợi cho khi tôi thanh xuân cho phai lệch má hồng. Anh hai, ý anh đã quyết như vậy, em nghĩ chắc người nào đó cũng hiểu được đôi phần. Gì Út, tôi khổ thâm lắm, tôi nói không á thì người đau, mà gật đầu thì có kẻ khổ. Tôi thì thà là tôi im lặng. Anh hai ơi, nước sông lớn rồi, lúc mình trôi ta mà như những cuộc tình đã vui rồi chẳng biết về đâu. Ở bên nhà em mong đợi lâu lâu, má say em xuống chuồng về đi, kẻo con nước rồng nán lại dây lâu càng thêm quý.
quyến luyến. Em vẫn đợi con ước lần tới nữa, lại có dịp xuống xuồng qua dặm để thăm anh. Sợ cũ này luôn. À, cái bài này nó có cái ba lần à, bài à, nước chảy xuôi dòng, nước chảy xuôi ngược, nước chảy về đâu, có ba bài đàn cả nhà ơi.